Chàng trai sinh ra từ đá. Ngày xưa, Ngọc Hoàng Thượng Đế, người lãnh trách nhiệm cai quản cả trên trời và dưới đất, chỉ có duy nhất một cô con gái là công chúa Hanna. Từ trên gác cao, cung điện của mình có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh thiên cung rộng lớn. Vương quốc này, bốn mùa cảnh sắc đều không đổi, chim chóc quần tụ hót ca, cỏ hoa ngập tràn. Thế nhưng, sao mình vẫn thấy thật buồn tẻ? Chàng lính gác đó đã đứng nhìn ra từ khi nào vậy? Nếu mình không nhầm, hình như tên chàng ta là Cư Hô. Cảm giác này lạ lùng quá. Sau khi thấy chàng, tim mình lại đập nhanh như vậy. Mình muốn được đến gần chàng hơn. Cuối cùng nàng ấy cũng nhìn thấy ta rồi. Từ khi ánh mắt ta chạm ánh mắt chàng, ta chẳng còn muốn ngắm ai hay thứ gì ngoài chàng nữa. Ngày nào cũng chỉ muốn thấy chàng như vậy. Cảm xúc này có phải là... Chàng ấy đâu rồi nhỉ? Bẩm công chúa, người đang tìm ai thế ạ? À? Người có biết Cư Hô đâu không? Bẩm công chúa, Cư Hô hôm nay không có lệnh gác ở đây ạ. À? Vậy à? Ôi! Công chúa, xin nàng hãy cẩn thận. Từ ngày thâm nhìn trộm nàng, mỗi khi nàng đứng trên gác cao ngắm phong cảnh, ta chẳng không thể ngờ được giờ đây ta lại được ngồi bên cạnh nàng. Ta cũng vậy. Cuộc sống thiên cung đã không còn nhàm chán nữa kể từ khi có chàng. Khi bắt gặp ánh mắt chàng nhìn ta, khoảnh khắc ấy trái tim ta đã hướng về chàng rồi. Có lẽ đây là định mệnh giữa chúng ta. Mỗi ngày ta chỉ mong ngóng đến giờ hẹn để được gặp nàng. Chỉ mong lúc này thời gian trôi đi thật chậm. Ta cũng không muốn rời xa chàng, nhưng vì cha ta nên chúng ta phải giữ bí mật nhau mỗi ngày thế này. Công chúa ở đây, thưa Ngọc Hoàng. Đúng là nàng đang ở cùng lính gác Cư Hô. Mau giải tên Cư Hô to gan về điện chính cho ta. Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Cha định làm gì chàng vậy? Chàng không có lỗi gì cả. Mọi chuyện xảy ra đều là do con. Chính con đã đề nghị hẹn hò, gặp gỡ chàng. Cư Hô, mau thả chàng ấy ra. Nàng đừng lo cho ta. Ngươi chỉ là một tên lính gác tầm thường ở thiên cung mà dám to gan quyến rũ công chúa. Đây là tội tây đình, không thể dung tha. Ngay bây giờ, ta sẽ trừng phạt nhà ngươi thích đáng. Ngươi sẽ bị đày dưới hạ giới trong vòng 100 năm. Ngươi đâu? Mau đưa kẻ tội đồ này đi chịu phạt cho ta. Thưa Ngọc Hoàng, xin người nghe thần nói đã. Thần thật lòng yêu thương công chúa và không sợ bất kỳ hình phạt nào. Chỉ cầu xin Ngọc Hoàng đừng bắt phạt thần phải rời xa công chúa. Đừng bắt thần rời khỏi thiên cung này. Ngươi còn dám to gan lên tiếng nữa hay sao? Ngươi đâu? Lập tức lôi hắn ra khỏi điện cho ta. Cha ơi, chúng con nhận là đã sai, nhưng tình yêu của chúng con sâu sắc vô cùng và trong trắng không vẫn đục. Trời và đất có thể đến ngày lụi tàn, nhưng tình yêu của chúng con thì không bao giờ thay đổi cha. Con mau đứng dậy đi, có gì thì từ từ nói. Xin cha hãy rộng lòng tha thứ cho chúng con. Nếu không thể nào tha thứ được thì xin xử con như một tội nhân. Xin đẩy con xuống mặt đất cùng với chàng. Con mất trí rồi sao? Con là một công chúa thiên giới, lá ngọc cành vàng, sao có thể bị đẩy xuống mặt đất được? Con không thể nào sống được nếu phải rời xa chàng dù chỉ một ngày. Thế mà hình phạt cha đưa ra với chàng những 100 năm, chỉ nghĩ đến việc phải xa nhau 100 năm cũng đủ làm mọi vật trước mắt con tối đen lại. Con gái ta đã nặng lòng như vậy rồi sao? Nó thực sự đã bị lún sâu vào tình ái yêu đương rồi. Phải làm sao với nó đây? Cũng không phải là ta không hiểu được suy nghĩ của con. Tình cảm chân thành sâu sắc của con làm ta cảm động. Nhưng theo luật lệ phép tắc thiên cung,
ta không thể làm theo suy nghĩ riêng được. Con không thể nào sống được nếu phải rời xa chàng dù chỉ một ngày. Thế mà hình phạt cha đưa ra với chàng những 100 năm, chỉ nghĩ đến việc phải xa nhau 100 năm cũng đủ làm mọi vật trước mắt con tối đen lại. Con nói gì vậy? Đây con gái của thượng đế xuống trần gian là chuyện không thể có được. Con khiến cho ta thật khó xử quá. Vậy là cha đồng ý tha cho chàng rồi sao? Nói như vậy, nhưng cũng không thể cứ để cho tội nhân cu hô ở lại thiên giới trước mặt bao nhiêu người. Với tư cách là Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta cũng không thể xóa bỏ lệnh đã công bố. Con biết là rất khó cho cha, nhưng xin cha hãy giúp cho chúng con, hãy rộng lòng vì con lần này. Cùng lắm, ta chỉ có thể giảm hạn phạt bớt xuống 10 năm cho cu hô thôi. Con đừng quá đau khổ như thế, hãy đợi đến khi cu hô chịu phạt trở về. Vậy xin cha hãy cho con gặp chàng một lần trước khi chàng phải đi đày xuống trần gian. Chú bạch mã này đã ở bên thiếp từ khi thiếp còn nhỏ. Tất cả những con ngựa khác đều không thể rẽ mây vượt biển, nhưng bạch mã thì khác. Với đôi cánh và sức mạnh đặc biệt, nó sẽ đồng hành cùng chàng xuống trần gian, giúp chàng đi một cách an toàn, không bị thương tích gì. Nếu so với nỗi khổ phải rời xa nàng lâu ngày, thì việc bản thân ta phải chịu vất vả hoặc là cả thương tích cũng chẳng thấm vào đâu. Xin chàng giữ mình cẩn thận đường xa, hãy nhanh quay lại thiên cung. Ta sẽ chờ đợi cho đến ngày chàng trở về. Cha ta cũng đã mũi lòng rồi, người nhất định sẽ tác thành cho hai chúng ta. Nên đừng quá lo lắng cho ta. Chắc chắn con bạch mã đặc biệt này sẽ giúp ta xuống trần gian một cách an toàn nhất. Mong nàng chú ý giữ mình cho đến khi ta trở về. Ta đi đây. Chàng hãy bảo trọng, ta sẽ luôn nhớ về chàng. Hãy sớm trở về với ta nhé. Quả đúng là một chú bạch mã thần kỳ, có thể cưỡi mây đạp gió, phi như tên bay. Mình đã có mặt dưới hạ giới rồi, có lẽ chỉ trong tích tắc. Chà, ở hạ giới này núi non rộng lớn chẳng kém gì thiên cung. Mình biết đi đâu cho hết những ngày tháng phải chịu phạt ở nơi này. Không có nàng ấy, nơi nào cũng là nơi cô độc. Vậy thì tốt nhất là cứ nên đi liên tục không dừng lại. Có lẽ như thế sẽ khiến cho thời gian trôi nhanh hơn. Thấm thoát, mình đã trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông dưới cõi hạ giới. Một mùa xuân nữa lại đến rồi. Tiếng khóc vọng ra từ đỉnh đồi đằng kia thì phải. Có vẻ là của một cô gái. Cha ơi! Cha ơi, con phải làm thế nào để cứu cha? Tiếng cô gái khóc đau thương não nề quá, nghe như xé ruột vậy. Mình không thể cứ thế mà bỏ đi được. Cha ơi, cha đang ở đâu? Con đã đi khắp khu rừng mà không tìm thấy cha. Cô ơi, xin hãy tha thứ cho sự đường đột của kẻ lạ mặt này. Cô có việc gì mà ngồi buồn khóc thảm như vậy ở nơi núi non lạnh lẽo không một bóng người như thế này? Tôi nếu có việc gì tôi có thể giúp được thì tôi sẵn lòng giúp đỡ cô. Xin cô hãy nói rõ ra đi, đừng chỉ ngồi khóc lóc mãi như vậy không có ích gì cả. Tôi tên là Abi, đang sống ở dưới chân núi này. Mẹ tôi đã mất sớm. Tôi sống tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc với cha tôi. Đến đêm hôm qua, bỗng xuất hiện một con hổ dữ. Nó bắt mất cha tôi đi rồi. Tôi đã đi khắp khu rừng tìm tung tích của cha tôi mà không thấy. Không biết làm thế nào nên tuyệt vọng quá. Đạo làm con là phải trả thù cho cha.
Nhưng một cô gái yếu ớt như tôi thì biết làm gì, làm thế nào bây giờ? Hơn nữa, sau này tôi biết phải dựa vào ai mà sống qua ngày giữa chốn núi rừng hoang vu này đây? Thì ra là như vậy. Trước hết, cô hãy bình tĩnh đã. Sau đó, hãy kể cho tôi về hành tung của con hổ. Tôi cũng biết một chút võ thuật. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp cô trả thù cho cha mình. Nếu anh có thể giúp được tôi, thì tôi ngàn lần cảm tạ, không biết nói gì hơn. Người trần gian thì sẽ mất cả ngày để quần nhau với ngươi. Sau đó hoặc là sống, hoặc là bị ngươi phanh thây thành trăm mảnh. Nhưng ta đến từ thiên cung, sức dốc hơn người phàm đến 10 phần. Việc hạ gục ngươi chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Tiếc là ta đến đây quá muộn. Cha của cô gái đáng thương kia đã qua đời với móng vuốt của ngươi rồi. Thật tội nghiệp cho nàng ấy. Cha ơi, xin cha hãy thanh thản yên nghỉ. Cha ơi. Xin cô chớ quá đau lòng. Cũng đã mấy mươi ngày nương lại tá túc rồi, đã đến lúc tôi phải đi. Tráng sĩ, thiếp rất xấu hổ khi nói ra những lời này, nhưng xin chàng đừng bỏ thiếp đi. Làm sao thiếp có thể quên được ân huệ cao như núi của chàng? Cho dù thiếp có chết đi cũng xin được khắc cốt ghi tâm. Cô đừng cảm thấy có ơn với ta nhiều như vậy. Đây là việc ta nên làm mà. Trên hết, cô hãy cố gắng lên, sống thật tốt. Có như vậy, cha cô ở thế giới bên kia mới có thể yên lòng được. Bản thân thiếp cũng không biết một mình sống sao giữa núi rừng hoang vu này. Mấy ngày qua, nhờ có chàng nương lại trong lúc tìm hành tung con hổ, thiếp mới không cảm thấy sợ hãi. Thiếp nguyện cả đời này theo hầu hạ chàng, xin trở thành tay, thành chân của chàng. Xin chàng đừng bỏ thiếp đi như vậy. Thiếp thực sự không thể sống một mình được. Núi rừng này quả thực quá hoang vu và đầy hiểm nguy. Nếu bỏ nàng ấy ở lại, ta thực không đành lòng. Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nhưng ta thấy rất cảm mến nàng ấy. Có lẽ ta nên ở lại một thời gian để nàng ấy bình tâm trở lại. Cũng là lúc dạy cho nàng ấy vài món võ phòng thân. Được rồi mà, ta đồng ý với nàng. Nàng đừng khóc nữa, mọi chuyện dần dần sẽ ổn thôi. Cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng đã không rời bỏ thiếp. Thời gian trôi đi, cô gái hạ giới yếu đuối và chân thành đã khiến Cù Hồ quên hẳn những chuyện ở thiên giới và kết nghĩa trăm năm cùng nàng. A Bi cũng quên đi chuyện đau buồn vì mất cha, sống từng ngày hạnh phúc với Cù Hồ. Nàng nằm mơ thấy ác mộng hay sao? Đừng sợ. Giấc mơ này kỳ lạ quá. Thiếp thấy một con rồng lớn xuất hiện rồi lẫn vào trong người mình. Dù là mơ nhưng cảm giác này rất chân thật. Ta nghĩ đó là một giấc mơ may mắn đó. Có thể là chúng ta sắp có một đứa con rồi. Mình hãy cùng chờ xem nhé. Quả đúng như lời chàng nói, thiếp đã mang thai con của chúng ta rồi. Nàng mới thấy giấc mộng kỳ lạ như vậy. Chắc chắn con chúng ta sinh ra sẽ là một hào kiệt xuất chúng đó. 10 tháng sau, thiếp đã mang thai đến tháng thứ 10 có dư rồi, mà vẫn chưa sinh con là cớ làm sao chứ? Thiếp thấy lo lắng quá. Việc này phải chăng có lý do gì từ chuyện cũ của ta hay sao? Chàng nói vậy là sao chứ? À, không có gì đâu. Nàng đừng quá lo lắng. Con chúng ta sẽ sớm chào đời thôi. Ở bên Abi, mình đã quên hết chuyện trên thiên cung với công chúa. Giờ đã đến hạn mình kết thúc hình phạt trở về thiên giới rồi. Liệu việc nàng ấy chưa thể sinh con có quan hệ gì với việc đã xảy ra trên thiên giới không?
Trời ơi, lẽ nào lại đúng ngày hôm nay mình phải trở về thiên cung rồi hay sao? Chuyện gì vậy? Con bạch mã đó sao lại có thể bay được? Mà chàng nói thiên cung nghĩa là sao chứ? Nàng đừng sợ, đến nước này ta cũng không giấu nàng nữa. Ta vốn là người ở thiên cung, vì phạm tội có quan hệ với công chúa thiên giới nên bị đày xuống chịu phạt ở đây. Nay hạn phạt đã hết nên bạch mã này đến đón ta về. Chàng nói sao? Chàng là người của thiên cung ư? Chàng có quan hệ với công chúa thiên giới? Vậy có nghĩa là chàng sẽ bỏ mẹ con thiếp mà đi sao? Ta sẽ không để mẹ con nàng ở lại đây đâu. Chúng ta sẽ cùng về thiên giới. Ta sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện và xin công chúa tác thành cho chúng ta. Mong nàng đừng trách ta. Giờ chỉ còn cách này thôi. Dù gì có xảy ra như thế nào thì ta cũng không thể bỏ đi một mình. Sau này việc đến đâu thì biết đến đó. Hình như phò mã tương lai của chúng ta còn mang về một cô gái sau lưng nữa. Nếu phải đưa về tận thiên cung thì hẳn là có quan hệ thân thiết lắm rồi. Xem kìa, cô gái ấy mang bụng bầu to tướng rồi. Chàng, đúng là chàng ấy đã về rồi. Nhưng kìa, là ai chứ? Sao chàng ân cần với cô ta đến thế? Sự chờ đợi mòn mỏi cô đơn trong ngần ấy thời gian của ta lại được đền bù bằng sự bội tín trân tráo đến vậy sao? Hú hô, nhà ngươi thật quá to gan lớn mật, còn dám dẫn tình nhân với hạ giới về tận thiên cung. Hai ngươi đã hại con ta đau đến thấu tim gan. Xin Ngọc Hoàng nghe thần nói rõ đã. Nàng ấy đã mang bầu đứa con của thần, thần không thể bỏ nàng ấy ở lại hạ giới một mình được. Thần tin công chúa sẽ thông cảm cho chúng thần. Không đời nào, chỉ vì một đứa con gái tâm thường của hạ giới mà ngươi phản bội lại con gái của ta sao? Ngươi coi đây là nơi nào mà dám cả gan dẫn phàm nhân này lên đây? Ngọc Hoàng, thần biết tội thần đáng muôn chết, nhưng xin người soi xét cho sự thật tâm của thần. Thần không hề giấu giếm tội lỗi của mình. Im miệng! Vì con gái ta nên lần trước ta mới nương nhẹ cho ngươi, bây giờ thì không còn lý do tha thứ cho kẻ trân tráo như nhà ngươi nữa. Cả hai người ngay bây giờ sẽ phải rơi xuống đất, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi nơi đó. Xin Ngọc Hoàng hãy trừng phạt riêng mình thần. Xin ngài hãy khai ân cho hai mạng sống. Nàng ấy đang mang thai, sắp đến ngày sinh nở rồi. Ta sẽ không nghe theo lời biện minh nào cả. Lĩnh đồ, mau lấy ngựa, thả chúng xuống trần gian ngay lập tức cho ta. Khác bạch mã thần kỳ, con ngựa lần này không đưa Cu Hô và Abi vượt biển mây mà từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Ngựa rơi xuống đất biến thành quả núi có hình ngựa, chính là núi Bách Ma San thuộc Hàn Quốc ngày nay. Cu Hô và Abi bị ngã xuống phía đông của Bách Ma San, biến thành hai tảng đá hình dáng giống như cái giỏ, gọi là đá Non Gam. Tình yêu oan trái và bội tín của Cu Hô đã làm khổ cả ba người: công chúa, người tình Abi và chính Cu Hô. Chàng chỉ có thể bất lực nhìn Abi và đứa con chưa thể sinh ra của mình hóa đá. Ít lâu sau, từ tảng đá Abi biến thành, tách đôi, xuất hiện một tráng sĩ là bào thai Abi chưa thể sinh. Tráng sĩ này chính là Kyun Hyun, người sau này tập hợp bộ hạ, thiết lập nhà nước Hậu Bé Chê thuộc Hàn Quốc ngày nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!